vị và các bạn, nhằm bảo tồn và phát triển làn điệu dân ca Quan họ theo cam kết của Việt Nam với UNESCO, khi làn điệu dân ca Quan họ Bắc Ninh được công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại, tỉnh Bắc Ninh đã có những giải pháp thiết thực trong việc bảo tồn và phát triển loại hình nghệ thuật này. Theo đó, thì một trong những giải pháp bền vững thiết thực nhất là đưa làn điệu dân ca Quan họ vào giảng dạy tại các trường học, và sau 5 năm tiến hành, Quan họ đã ngày càng lan tỏa. Tháng 9 năm 2009, dân ca Quan họ Bắc Ninh chính thức được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Năm học 2011-2012, Bắc Ninh triển khai đưa Quan họ vào dạy trong các trường học. Đến nay, sau 5 năm triển khai chương trình dạy Quan họ trong trường học, 100% các trường ở các cấp học từ mầm non đến trung học phổ thông, học sinh đều được truyền dạy. Mỗi khi được học hát Quan họ ở trường, em cảm thấy rất vui và hào hứng. Đồng thời em cũng cảm thấy tự hào khi mình là người con được sinh ra từ chiếc nôi của Quan họ cổ. Cháu học hát Quan họ từ khi học lớp 1. Đến nay cháu đã thuộc khoảng hơn 10 bài hát. Để triển khai chương trình học một cách hiệu quả, ngành giáo dục đã phối hợp với ngành văn hóa tổ chức các buổi tập huấn về việc sử dụng tài liệu giảng dạy dân ca Quan họ Bắc Ninh trong trường học, đặc biệt việc kết hợp các hoạt động ngoại khóa và mời nghệ nhân Quan họ đến giảng dạy. Trong quá trình học hát Quan họ thì học sinh được bồi dưỡng về cái phong cách ứng xử, về cái tấm lòng nhân hậu thủy chung, tri ân tri kỷ của người Quan họ. Tôi nghĩ rằng đây là một đưa các chương trình học Quan họ vào các lớp học, đấy là một chương trình thiết thực và phải cần làm như thế để bảo tồn và lan tỏa đến các thế hệ sau được. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, đến nay toàn tỉnh có 498 trên 498, đạt 100% trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức giảng dạy Quan họ. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có hơn 1.500 câu lạc bộ Quan họ trường học. Điều mà chúng tôi tâm đắc nhất là tất cả các em học sinh từ mầm non cho đến lớp 12 đều hát được dân ca Quan họ Bắc Ninh. Và các em sau khi học xong chương trình cấp 3 thì mỗi em ít nhất là thuộc được 12 bài, 12 làn điệu dân ca Quan họ Bắc Ninh. Có thể thấy Bắc Ninh là một trong số rất ít tỉnh thành phố sớm chủ động đưa di sản vào giảng dạy trong trường học và có được thành công. Đây không chỉ là một trong những chương trình hành động bảo tồn và phát huy giá trị di sản dân ca Quan họ Bắc Ninh mà tỉnh thực hiện theo đúng cam kết với UNESCO, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc bồi đắp tâm hồn của thế hệ trẻ, qua đó góp phần gìn giữ, bảo tồn và tuyên truyền di sản dân ca Quan họ Bắc Ninh. Nếp quýt xuất hiện ở huyện Đà Tẻ, tỉnh Lâm Đồng từ những năm 90 của thế kỷ trước. Trước đây, giống lúa nếp này được một số hộ dân ở xã An Nhơn trồng để phục vụ cho nhu cầu của gia đình. Nhưng giờ đây, ở những cánh đồng lúa An Nhơn, nếp quýt đã khẳng định thế.